Nè, chạy đi chơi nè. Trời lạnh lạnh mà chạy đến qua. Đi nói chuyện với hàng xóm nè. I just stuck someone else in plan and last night. In the morning they gone out. Oh God. Là nó quá chân. Là nó. Okay, see you. Cho ông hồi sớm không? Tội vô. Đi qua cắt cỏ nhà mình nè. Hôm trước là mình hay đi qua bên đó mình cắt cỏ. Bữa nay ông đi qua ông cắt lại. Con của bà cụ á. Ông chắc cũng hồi sáu rồi, sáu mấy tuổi rồi. Dễ thương không? Đi ra coi nè, trên đây đi ra coi cắt cỏ nè nha. Mùa gần tới mùa hè rồi, hết tháng này mùa hè rồi. Cái nhà thấy không, ở bên này á, nhà nào cũng có một cái bãi cỏ trước đây hết á, có một thảm cỏ phía trước nhà. Đó, đây là cái cắt cỏ viền đó. Wow, cắt sạch lắm không? Quá lạnh. Cái cây này nó gần chết rồi. Vậy mà nó không chết luôn không? Có một con nhánh này nó khô rồi. Nhánh đi, chỗ đây còn sống. Cái to nó màu lớn đó. Hồi xưa kia người ta trồng cây nhỏ xíu kìa, bây giờ tới lượt mình ở nó bự vậy nè. Ui cha bự cha bá luôn. Giờ ông vô trong nhà cắt nè. Dặn tí phía này, cái đám rau ở nhà mình trồng một ít. Cái đây là cái tầng ô, cái bông nó đẹp đúng không? Bông tầng ô nè, không có ăn kịp á, nó già luôn rồi, để thành bông luôn. Năm nay là hơi lười, không có trồng rau cải nhiều, ớn rồi. Mấy cây xà lách già đây này hết nước rồi, cũng hay không thèm tưới nước luôn đó. E vua trồng quá trời quá đất luôn, bây giờ mình không trồng nữa. Trời chiều lạnh quá, có nắng nhưng mà ra ngoài lạnh quá. Ui ra cái đường luống cỏ này. Bông que là giờ nó bò ra tùm lum tá lá rồi. Bà Nhung bữa nay phải làm biếng ra ngoài rồi. Yeah, salad. Thank you. Lấy cái đồ phụ ổng cho không?
cho đám rau xà lách này đó. Ra ngoài lạnh quá. Giờ cái vườn đây nó định đổ bê tông mà nối hoài chưa đổ được.